Vâng, kính thưa quý vị, một trái tim lớn vừa ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu: trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ, và tôi rất thích cái câu: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tôi vẫn hay nói như vậy. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Và ngày hôm nay, trái tim của người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Phải nói rằng là cả cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đây là một cái cuộc đời mà được là toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân rất kính trọng. Một cán bộ là đủ cả phẩm chất, tài năng, đức độ và uy tín. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, là người lãnh đạo mẫu mực, trong sáng, có tâm, có tầm, được sự kính trọng, có uy tín cao trong Đảng, trong dân và cộng đồng quốc tế. Đây thật sự là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về tình cảm, về phẩm chất của người đảng viên cộng sản, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những thời điểm quan trọng nhất, kể cả đối nội và đối ngoại, kể cả những về quyết sách, những đề lớn của đất nước ta, thì đều có cái tiếng nói của Tổng Bí thư. Điều này rất quan trọng. Thì người ta không cảm thấy sự hững hụt, mặc dầu sức khỏe có giảm đi. Cái thứ hai quan trọng hơn, tức là cái tư tưởng, cái sức mạnh tinh thần, cái tác động về mặt trí tuệ của Tổng Bí thư đối với đời sống xã hội vẫn còn là một tác dụng rất sâu sắc. Cái điều đó hết sức quan trọng, vì đó là vai trò và cái uy tín của người lãnh đạo mà nó tác động đến đời sống xã hội. Đối với tôi, chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo rất là bản lĩnh, rất là trí tuệ, và về phẩm chất đạo đức con người mình thấy rất là kính trọng chí Tổng Bí thư. Và đây chí là một nhà lãnh đạo có uy tín, cả về mặt có tâm, có tâm. Nếu nói ấn tượng nhất thì đây là ấn tượng về con người. Ông là một con người, có thể nói là một con người viết hoa, rất sâu sắc, rất chan hòa, rất khiêm tốn, rất giản dị và rất gần với mọi người. Nhưng ở trong con người ấy lại có một cái khát vọng rất đặc biệt, là khát vọng xây dựng một đảng cầm quyền, xây dựng một dân tộc, một đất nước phát triển. Đấy là tấm gương, có thể nói là tấm gương về nhiều mặt. Đấy là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng cũng thật xuất sắc. Đảm nhiệm vai trò người đứng đầu đảng ta từ đại hội đảng lần thứ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm vững tay chèo cho đảng đi theo con đường chính nghĩa, con đường chính trực, con đường của Bác Hồ, nắm vững theo lãnh đạo của đảng. Trước hết là vai trò của Tổng Bí thư để xây dựng đảng là số một mà đồng chí Tổng Bí thư quan tâm. Vừa xây dựng phát huy cái mặt này trong sạch, nhưng vấn đề kiên quyết chống biến chất, thoái hóa, tham nhũng, có thể nói rằng đây là một cái sự thành công
mà có thể nói là toàn đảng toàn dân người ta rất niềm tin. Ta là có một câu kết luận rằng chưa bao giờ vì thế của đất nước chúng ta còn vì thế như hôm nay. Thì cái đó không phải là ở đâu ra, vai trò lãnh đạo của đảng, sự thực sự sức mạnh của nhân dân và trước hết là quy tụ của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với những đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý luận của đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, với chế độ. Thế là nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nóng nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ai đứng ngoài đâu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước luôn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự nêu gương, là đạo đức cách mạng, là sự cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư như Bác Hồ đã dạy, gắn liền với thực tiễn, gắn liền với những quyết định, những mục tiêu chiến lược chung của Đảng, với những vấn đề của cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó là sự khiêm tốn, giản dị, biết lắng nghe, biết vận dụng. Cách đây hơn một tháng, tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi những yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Trong chiều nay, nhiều người đã chia sẻ những ấn tượng và tình cảm của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo có tâm, có tầm và luôn gần gũi, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân. Đồng chí là tấm gương sáng ngời thực sự trong cái học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhà nước, nhưng tôi thấy đồng chí tác phong luôn luôn gần dân, sát dân, rất giản dị. Đồng chí đã lãnh đạo cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian qua hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tình cảm rất là dạt dào, ta tin tưởng vào sự lãnh đạo là kiên quyết của Bác, rồi cũng là nó trúng với cái ý của dân, cho nên là dân ủng hộ, dân tin tưởng, dân giúp đỡ, đó là mà thấy tình cảm đối với Bác. Cái thứ hai người ta nói rằng Bác Trọng là một người mà trí thức, mà kiên quyết lo cho dân, yêu dân, thương dân. Cho nên không có một vụ lợi gì cho gia đình mình, cho bản thân mình. Đó là cái mà tình cảm là của đồng bào ở đây. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là linh hồn của nhiều hoạt động của Đảng, nhà nước và của đất nước ta trong thời gian vừa qua. Đối với nhân dân và cán bộ đảng viên, đồng chí là một tấm gương về sự liêm khiết, hết lòng vì nước, vì dân. Là một tấm gương mẫu mực về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức của Hồ Chí Minh. Trong những bài viết, bài nói của mình, đồng chí có nhiều phát biểu, có ý nghĩa định hướng đối với cán bộ đảng viên, nhân dân và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, không chỉ của hôm nay và của mai sau. Ví dụ như một câu nói mà tôi rất tâm đắc, hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở chỗ có một đời sống tâm hồn phong phú, được sống trong tình thương và lòng nhân ái, trong lẽ phải và sự công bằng. Ở góc độ thanh niên, tôi học tập được cái tấm gương rất lớn của Bác Nguyễn Phú Trọng, đó là tinh thần rất là cương quyết trong công tác chỉ đạo và điều hành. Chúng tôi hết sức là đau xót trước cái thông tin mà Bác Trọng đã từ trần, là một người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp cho đất nước, nhất là trong công cuộc mà đấu tranh chống tham nhũng vừa rồi. Chúng tôi hết sức là đau buồn. Ấn tượng của chúng tôi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người hiền hòa,
giản dị, gần gũi với dân, đã gắn kết giữa kiều bào ở nước ngoài và đồng bào ở trong nước. May mắn là tôi cũng có một cái kỷ niệm về Tổng Bí thư là năm 2018, tôi đã được dẫn đầu đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan đã về thăm quê hương đất nước. Đồng thời dịp đó tôi cũng được vào họp ở phòng Trung ương Đảng và được lên phát biểu và được Tổng Bí thư bắt tay. Kỷ niệm đó tôi sẽ không lúc nào quên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp rất to lớn trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đặc biệt là tôi cũng rất là tâm đắc với điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, đó là về việc bảo tồn văn hóa. Tổng Bí thư đã chỉ ra là bảo tồn được văn hóa là bảo tồn dân tộc. Trên hết, Tổng Bí thư là một người chiến sĩ cộng sản chân chính. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư đã thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước, những chỉ đạo công tâm và quyết liệt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đã tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần rất lớn vào công cuộc kết nối đại đoàn kết dân tộc, kết nối kiều bào với trong nước. Vâng, thưa quý vị, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong thời khắc khó khăn này, hơn lúc nào hết, càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết như lời kêu gọi của Bộ Chính trị để chung sức đồng lòng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng Bí thư và Đảng ta đã đề ra. Công việc còn lại của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương có thể nói là rất nặng nề. Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, chung sức và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư để cùng nhau phấn đấu nỗ lực vượt qua cái hoàn cảnh hiện nay. Tôi cảm thấy đòi hỏi Đảng ta, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương phải đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng thì mới đoàn kết hệ thống chính trị. Đoàn kết được hệ thống chính trị thì đoàn kết toàn dân. Đoàn kết đã đoàn kết hơn bao giờ hết. Chính lúc này chúng ta phải đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương, xung quanh Bộ Chính trị và tập thể Bộ Chính trị đoàn kết để đưa đất nước tiếp tục sự nghiệp mà đồng chí Tổng Bí thư đã để lại. Trung ương ở Bộ Chính trị rồi là Chính phủ, Đảng, Nhà nước chúng ta là phải đoàn kết xung quanh Đảng và Chính phủ của Trung ương để mà gánh vác những cái nội dung công việc trọng trách nhân dân, tổ quốc, dân tộc giao. Trong tiến trình phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, đoàn kết xung quanh Đảng, sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng luôn là động lực để vượt qua khó khăn lúc này. Đoàn kết trong Đảng là sự sống còn, là cái tạo ra sức mạnh, tạo ra động lực để dẫn dắt, để lãnh đạo các tầng lớp nhân dân phát triển đất nước. Nếu như chúng ta nêu cao cái tinh thần đoàn kết trong Đảng thì trước hết là củng cố được cái niềm tin của chính cán bộ đảng viên trong Đảng. Điều đầu tiên là phải đoàn kết. Đoàn kết bởi vì cách mạng Việt Nam những lúc khó khăn nhất đó, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Trong thời kỳ chống Pháp cũng như trong thời kỳ chống Mỹ và trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà, thì cái sức mạnh đoàn kết nó trở thành một cái sức mạnh vật chất thể sự to lớn. Và chính nhờ đoàn kết mà nhân dân ta vẫn đoàn kết và nhất trí để vượt qua khó khăn và giành thắng lợi này để thắng lợi khác. Thì tôi nghĩ cái đoàn kết đó là một cái điều mà cốt tự nhất trong lúc này. Đoàn kết luôn là sức mạnh to lớn. Và hôm nay, lúc này, tinh thần đoàn kết ấy lại một lần nữa cần được tiếp tục khơi dậy, phát huy hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, thông tin về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, thể hiện sự trân trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò lãnh đạo, gánh vác trọng trách to lớn, là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.
các tầng lớp nhân dân cũng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong suốt 3 cái nhiệm kỳ liên tục vừa qua, thì Tổng Bí thư thật sự đã trở thành trung tâm hạt nhân để mà duy trì cái sự đoàn kết và đi đầu chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng. Cái công cuộc phòng chống tham nhũng đã thật sự là nhận được cái niềm tin, sự ủng hộ tuyệt đối của người dân. Và tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì cái nhiệm vụ phòng chống tham nhũng cũng như là duy trì sự đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân sẽ tiếp tục được phát huy và đạt được những cái kết quả như là Tổng Bí thư cũng như toàn Đảng và toàn dân chúng ta mong đợi. Là một người dân của nước Việt Nam, đã từ lâu nay thì tôi đã luôn kính trọng và yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là một người tận tâm, tận lực và rất tâm huyết với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Với những cái công cuộc mà đốt lò phòng chống tham nhũng, với mong muốn là làm cho Đảng ta trong sạch hơn, Đảng ta mạnh mẽ hơn, Đảng ta thực hiện được nhiệm vụ đối với truyền thống của Đảng và phục vụ tốt trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Tôi thấy đồng chí là tấm gương sáng ngời thực sự trong cái học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhà nước, nhưng tôi thấy đồng chí tác phong luôn luôn gần dân, sát dân, rất giản dị. Đồng chí đã lãnh đạo cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian qua hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Đồng thời, toàn thể cán bộ, nhân viên, đảng viên và nhân dân cả nước rất trông mong công cuộc này sẽ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả nhiều hơn nữa. Tình cảm rất là dạt dào, ta tin tưởng vào sự lãnh đạo là kiên quyết của Bác, rồi cũng là nó trúng với cái ý của dân. Đấy, cho nên là dân ủng hộ, dân tin tưởng, dân giúp đỡ. Đó là mà thấy tình cảm đối với Bác. Cái thứ hai, người ta nói rằng Bác Trọng là một người mà trí thức, mà kiên quyết lo cho dân, yêu dân, thương dân, cho nên không có một vụ lợi gì cho gia đình mình, cho bản thân mình. Đó là cái mà tình cảm là của đồng bào ở đây, người ta nói có ý kiến như thế. Sau đây là những chia sẻ của người dân đồng bằng sông Cửu Long về sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là linh hồn của nhiều hoạt động của Đảng, nhà nước và của đất nước ta trong thời gian vừa qua. Đối với nhân dân và cán bộ đảng viên, đồng chí là một tấm gương về sự liêm khiết, hết lòng vì nước vì dân, là một tấm gương mẫu mực về học tập làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức của Hồ Chí Minh. Trong những bài viết, bài nói của mình, đồng chí có nhiều phát biểu có ý nghĩa định hướng đối với cán bộ đảng viên, nhân dân và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, không chỉ của hôm nay và của mai sau. Ví dụ như một câu nói mà tôi rất tâm đắc: hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở chỗ có một đời sống tâm hồn phong phú, được sống trong tình thương và lòng nhân ái, trong lẽ phải và sự công bằng. Hội nghị nào Bác cũng nhắc nhở với cái đoàn kết, cái quyết tâm là thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là kiên quyết phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, đặc biệt cái chỗ đó. Dân bây giờ là ta nghe tin là ta là phấn khởi, là khi có Bác Trọng lên là chỉ huy mà thực hiện cái công tác phòng chống tham nhũng. Ở góc độ thanh niên, tôi học tập được cái tấm gương rất lớn của Bác Nguyễn Phú Trọng, đó là tinh thần rất là cương quyết trong công tác chỉ đạo và điều hành. Từ cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong cái hạ tầng giao thông đó, rất là nhiều các cái đường cao tốc, và đồng thời là các cái tỉnh lộ
cũng như là huyện lộ để làm sao là thứ nhất là phát triển cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nhanh. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như là Chính phủ, các cơ quan từ trung ương đến địa phương cũng triển khai rất là tốt, có giữ được một cái tinh thần đoàn kết thống nhất cũng rất là tốt, rất là cao từ trung ương tới địa phương.